Lại nữa, thiện hiện, cái gọi là Đại Bồ Tát, theo ý ông thì sao? Chính cái danh của Pháp do duyên sanh ra là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh thường của Pháp do duyên sanh ra là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh vô thường của Pháp do duyên sanh ra là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh lạc của Pháp do duyên sanh ra là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh khổ của Pháp do duyên sanh ra là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh ngã của Pháp do duyên sanh ra là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh vô ngã của Pháp do duyên sanh ra là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh tịnh của Pháp do duyên sanh ra là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh bất tịnh của Pháp do duyên sanh ra là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh không của Pháp do duyên sanh ra là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh bất không của Pháp do duyên sanh ra là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh hữu tướng của Pháp do duyên sanh ra là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh vô tướng của Pháp do duyên sanh ra là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh hữu nguyện của Pháp do duyên sanh ra là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh vô nguyện của Pháp do duyên sanh ra là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh tịch tịnh của Pháp do duyên sanh ra là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh bất tịch tịnh của Pháp do duyên sanh ra là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh viễn ly của Pháp do duyên sanh ra là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh bất viễn ly của Pháp do duyên sanh ra là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh hữu vi của Pháp do duyên sanh ra là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh vô vi của Pháp do duyên sanh ra là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh hữu lậu của Pháp do duyên sanh ra là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh vô lậu của Pháp do duyên sanh ra là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh sanh của Pháp do duyên sanh ra là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh diệt của Pháp do duyên sanh ra là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh thiện của Pháp do duyên sanh ra là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh phi thiện của Pháp do duyên sanh ra là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh hữu tội của Pháp do duyên sanh ra là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh vô tội của Pháp do duyên sanh ra là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh hữu phiền não của Pháp do duyên sanh ra là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh vô phiền não của Pháp do duyên sanh ra là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh thế gian của Pháp do duyên sanh ra là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh xuất thế gian của Pháp do duyên sanh ra là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh tạp nhiễm của Pháp do duyên sanh ra là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh thanh tịnh của Pháp do duyên sanh ra là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh thuộc sanh tử của Pháp do duyên sanh ra là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh thuộc niết bàn của Pháp do duyên sanh ra là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh tại nội của Pháp do duyên sanh ra là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh tại ngoại của Pháp do duyên sanh ra là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh tại lưỡng gian của Pháp do duyên sanh ra là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh khả đắc của Pháp do duyên sanh ra là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh bất khả đắc của Pháp do duyên sanh ra là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Lại nữa, thiện hiện, cái gọi là Đại Bồ Tát theo ý ông thì sao? Chính cái danh vô minh là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử là Đại Bồ Tát chăng?
Bạch Thế Tôn, không, chính cái danh thường của vô minh là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, chính cái danh thường của hành cho đến lão tử là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, chính cái danh vô thường của vô minh là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, chính cái danh vô thường của hành cho đến lão tử là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, chính cái danh lạc của vô minh là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, chính cái danh lạc của hành cho đến lão tử là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, chính cái danh khổ của vô minh là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, chính cái danh khổ của hành cho đến lão tử là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, chính cái danh ngã của vô minh là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, chính cái danh ngã của hành cho đến lão tử là Đại Bồ Tát chăng? Thế Tôn, không, chính cái danh vô ngã của vô minh là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, chính cái danh vô ngã của hành cho đến lão tử là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, chính cái danh tịnh của vô minh là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, chính cái danh tịnh của hành cho đến lão tử là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, chính cái danh bất tịnh của vô minh là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, chính cái danh bất tịnh của hành cho đến lão tử là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, chính cái danh không của vô minh là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, chính cái danh không của hành cho đến lão tử là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, chính cái danh bất không của vô minh là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, chính cái danh bất không của hành cho đến lão tử là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, chính cái danh hữu tướng của vô minh là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, chính cái danh hữu tướng của hành cho đến lão tử là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, chính cái danh vô tướng của vô minh là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, chính cái danh vô tướng của hành cho đến lão tử là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, chính cái danh hữu nguyện của vô minh là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, chính cái danh hữu nguyện của hành cho đến lão tử là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, chính cái danh vô nguyện của vô minh là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, chính cái danh vô nguyện của hành cho đến lão tử là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, chính cái danh tịch tịnh của vô minh là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, chính cái danh tịch tịnh của hành cho đến lão tử là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, chính cái danh bất tịch tịnh của vô minh là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, chính cái danh bất tịch tịnh của hành cho đến lão tử là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, chính cái danh viễn ly của vô minh là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, chính cái danh viễn ly của hành cho đến lão tử là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, chính cái danh bất viễn ly của vô minh là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, chính cái danh bất viễn ly của hành cho đến lão tử là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, chính cái danh hữu vi của vô minh là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, chính cái danh hữu vi của hành cho đến lão tử là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, chính cái danh vô vi của vô minh là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, chính cái danh vô vi của hành cho đến lão tử là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, chính cái danh hữu lậu của vô minh là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, chính cái danh hữu lậu của hành cho đến lão tử là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, chính cái danh vô lậu của vô minh là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, chính cái danh vô lậu của hành cho đến lão tử là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, chính cái danh sanh của vô minh là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, chính cái danh sanh của hành cho đến lão tử là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, chính cái danh diệt của vô minh là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, chính cái danh diệt của hành cho đến lão tử là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, chính cái danh thiện của vô minh là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không, chính cái danh thiện của hành cho đến lão tử là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không,
Chính cái danh phi thiện của vô minh là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh phi thiện của hành cho đến lão tử là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh hữu tội của vô minh là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh hữu tội của hành cho đến lão tử là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh vô tội của vô minh là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh vô tội của hành cho đến lão tử là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh hữu phiền não của vô minh là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh hữu phiền não của hành cho đến lão tử là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh vô phiền não của vô minh là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh vô phiền não của hành cho đến lão tử là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh thế gian của vô minh là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh thế gian của hành cho đến lão tử là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh xuất thế gian của vô minh là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh xuất thế gian của hành cho đến lão tử là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh tạp nhiễm của vô minh là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh tạp nhiễm của hành cho đến lão tử là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh thanh tịnh của vô minh là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh thanh tịnh của hành cho đến lão tử là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh thuộc sanh tử của vô minh là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh thuộc sanh tử của hành cho đến lão tử là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh thuộc niết bàn của vô minh là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh thuộc niết bàn của hành cho đến lão tử là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh tại nội của vô minh là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh tại nội của hành cho đến lão tử là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh tại ngoại của vô minh là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh tại ngoại của hành cho đến lão tử là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh tại lưỡng gian của vô minh là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh tại lưỡng gian của hành cho đến lão tử là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh khả đắc của vô minh là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh khả đắc của hành cho đến lão tử là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh bất khả đắc của vô minh là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh bất khả đắc của hành cho đến lão tử là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Lại nữa, thiện hiện, cái gọi là Đại Bồ Tát theo ý ông thì sao? Chính cái danh bố thí ba la mật đa là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh thường của bố thí ba la mật đa là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh thường của tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh vô thường của bố thí ba la mật đa là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh vô thường của tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh lạc của bố thí ba la mật đa là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh lạc của tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh khổ của bố thí ba la mật đa là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh khổ của tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh ngã của bố thí ba la mật đa là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh ngã của tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không.
Chính cái danh vô ngã của Bố Thí Ba La Mật Đa là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh vô ngã của tịnh giới An Nhẫn Tinh Tấn Tịnh Lực Bát Nhã Ba La Mật Đa là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh tịnh của Bố Thí Ba La Mật Đa là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh tịnh của tịnh giới An Nhẫn Tinh Tấn Tịnh Lực Bát Nhã Ba La Mật Đa là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh bất tịnh của Bố Thí Ba La Mật Đa là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh bất tịnh của tịnh giới An Nhẫn Tinh Tấn Tịnh Lự Bát Nhã Ba La Mật Đa là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh không của Bố Thí Ba La Mật Đa là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh không của tịnh giới An Nhẫn Tinh Tấn Tịnh Lự Bát Nhã Ba La Mật Đa là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh bất không của Bố Thí Ba La Mật Đa là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh bất không của tịnh giới An Nhẫn Tinh Tấn Tịnh Lự Bát Nhã Ba La Mật Đa là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh hữu tướng của Bố Thí Ba La Mật Đa là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh hữu tướng của tịnh giới An Nhẫn Tinh Tấn Tịnh Lự Bát Nhã Ba La Mật Đa là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh vô tướng của Bố Thí Ba La Mật Đa là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh vô tướng của tịnh giới An Nhẫn Tinh Tấn Tịnh Lự Bát Nhã Ba La Mật Đa là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh hữu nguyện của Bố Thí Ba La Mật Đa là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh hữu nguyện của tịnh giới An Nhẫn Tinh Tấn Tịnh Lự Bát Nhã Ba La Mật Đa là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh vô nguyện của Bố Thí Ba La Mật Đa là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh vô nguyện của tịnh giới An Nhẫn Tinh Tấn Tịnh Lự Bát Nhã Ba La Mật Đa là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh tịch tịnh của Bố Thí Ba La Mật Đa là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh tịch tịnh của tịnh giới An Nhẫn Tinh Tấn Tịnh Lự Bát Nhã Ba La Mật Đa là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh bất tịch tịnh của Bố Thí Ba La Mật Đa là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh bất tịch tịnh của tịnh giới An Nhẫn Tinh Tấn Tịnh Lự Bát Nhã Ba La Mật Đa là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh viễn ly của Bố Thí Ba La Mật Đa là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh viễn ly của tịnh giới An Nhẫn Tinh Tấn Tịnh Lự Bát Nhã Ba La Mật Đa là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh bất viễn ly của Bố Thí Ba La Mật Đa là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh bất viễn ly của tịnh giới An Nhẫn Tinh Tấn Tịnh Lự Bát Nhã Ba La Mật Đa là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh hữu vi của Bố Thí Ba La Mật Đa là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh hữu vi của tịnh giới An Nhẫn Tinh Tấn Tịnh Lự Bát Nhã Ba La Mật Đa là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh vô vi của Bố Thí Ba La Mật Đa là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh vô vi của tịnh giới An Nhẫn Tinh Tấn Tịnh Lự Bát Nhã Ba La Mật Đa là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh hữu lậu của Bố Thí Ba La Mật Đa là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh hữu lậu của tịnh giới An Nhẫn Tinh Tấn Tịnh Lự Bát Nhã Ba La Mật Đa là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh vô lậu của Bố Thí Ba La Mật Đa là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh vô lậu của tịnh giới An Nhẫn Tinh Tấn Tịnh Lự Bát Nhã Ba La Mật Đa là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh sanh của Bố Thí Ba La Mật Đa là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh sanh của tịnh giới An Nhẫn Tinh Tấn Tịnh Lự Bát Nhã Ba La Mật Đa là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh diệt của Bố Thí Ba La Mật Đa là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh diệt của tịnh giới An Nhẫn Tinh Tấn Tịnh Lự Bát Nhã Ba La Mật Đa là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chính cái danh thiện của Bố Thí Ba La Mật Đa là Đại Bồ Tát chăng?
Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh thiện của tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh phi thiện của Bồ Thí Ba La Mật Đa là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn không? Chính cái danh phi thiện của tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa là Đại Bồ Tát chăng? Bạch Thế Tôn không?